cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn sẽ thân mến. Và dưới đây chúng ta đã cùng cảm nhận rằng những cơn gió nhẹ nhàng của mùa hè đang tới và báo hiệu rằng trong mỗi chúng ta lại sớm có một sự nâng niu và niềm vui mới lạ. Và đó chính là mừng cho hạnh phúc đôi đôi. Mừng cho bạn trẻ tuần đời Thùy Trúc, chim tung cánh loan mừng hạnh phúc phải không ạ? Và một nữa, chúng tôi lĩnh nhận làm chương trình đến với Trung tâm Dịch vụ Tiệc Cưới Thùy Trang và anh em ban nhạc 51. Xin được phép tạo bố buổi lễ vô quy, xin được phép mở màn và bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, ông bà ta cũng từng có câu từng nói rằng người ta có bố có ông như cây có cội như sông có nguồn. Và một nữa thì cũng tỏ lòng cảm ơn đến toàn thể tất cả quý vị và các bạn trẻ đang chuyên mất những thời gian vàng ngọc của những công việc quan trọng để cùng trở về phòng đoàn tiệc của gia đình họ nhà gái để cùng chứng kiến và xe duyên chúc mừng trăm năm hạnh phúc của cô dâu Huyền Dễ Thương và chú rể Siêu Hưng ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin mời quý vị và các bạn trẻ ta hãy cùng hướng về sân khấu để cùng lắng nghe những sự phát biểu lời chào lời chúc của gia đình. Avatar Palakoposan cùng Free Girl Big Bang Trung Doi Người Người Cuộc Kéo Tài Chiến Bình Ơi Bình Sa Bình Nghe Mệt Vè Bình Ta Lưỡi Bức Sa Cang Boa Lưỡi Phi Phan Bung Nhiệm Bình Ta Ai Cai Bình Đen Trinh Tà Lê Ác Cơ Tòa Cho Ông Mùa Phao Ác Nơi Thoa Phát Sang Nua Mò Tổ Chúc Bộ Nghe Ai Cai Bông Nem Bộ Sang Cơ Kẻ Mò Tà Lạc Nhập Cung Free Tâm Ác Cơ Bình Ta Bình Ta Mân Rất Cao Cơ Mà Uân Mò Tà Lạc Nhập Palakoposan.
cảm ơn những lời phát biểu rất tuyệt vời của ông Ma Uân đại diện cho cả hai bên gia đình của những con số rất rẻ. Đây gửi đến quý vị những lời cảm ơn sâu sắc chưa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một điều chúng ta cùng chúc mừng cho giọng phát biểu rất tuyệt vời, một tràng pháo tay thật lớn với đồng nhiệt quý vị. Xin thân mến, và đây chính là giây phút để chúng ta cùng chiêm ngưỡng những giây phút đẹp nhất của sự thăng hoa của tình yêu. Và phải nói rằng tình yêu đúng là một phép nhiệm màu, giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chút tình là chút nước không để ai dính vào thì tương tư tơ lòng, phải không quý vị? Vâng quý vị, và một nữa để cùng khai mặt buổi lễ phú quý ngày hôm nay thì bên tôi xin mời em hãy cùng đến với tháp lì của tôi, cùng chung tay rót và khui những chai sâm banh. Xin mời em. Chúc mừng, bắt đầu! 1, 2, 3! Vâng, xin cảm ơn!